À, chào các em, chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 10 Vinlympic khối lớp 9. Chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Bài thi số 1 gặp 10 câu tự luận rồi. Rồi, tam giác ABC vuông ở A, AC 14, BC 16. Tính độ dài hình chiếu của cạnh AC lên cạnh huyền. Vậy các em kẻ đường cao AH đi. Thì độ dài hình chiếu HC dùng hệ thức lượng thôi. AC bình bằng HC nhân BC. Như vậy là HC sẽ bằng 14 bình chia cho 16 nhé. Đó là số thập phân gọn nhất. Hoành độ giao điểm. Ta lập phương trình hoành độ giao điểm kia. 2x trừ 3 bằng trừ 0,5x trừ 0,5. Ta giải thôi. X sẽ bằng 1. Hoành độ giao điểm bằng 1. Rồi, hai cái này chính là lượng liên hợp các em. Hai này chính là lượng liên hợp của nhau nè. Giờ các em để ý nha. Căn A cộng 32 trừ cho căn A trừ 32 là hiệu đó. Mà đem nhân với cái tổng là căn A cộng 32 cộng cho căn A trừ 32. Thì theo hàm định thức số 3 nó sẽ bằng là A cộng 32 trừ A cộng 32 này có như vậy là bằng 64. A này nhân nhau bằng 64 mà cái này 9 là 4 rồi. Vậy cái kia sẽ là 64 chia cho 4 tức là bằng 16. Tìm hệ số A biết đồ thị điểm số đi qua điểm A 52. Để các em thay x bằng 2 còn y bằng 5 thôi. Thì ta có 5 bằng A. Xin lỗi, 2 á, y bằng 2. Như vậy là y bằng a trừ 3 sẽ đổi thành là 2 bằng a nhân 5 trừ 3. Vậy a sẽ bằng 1. Ta rút gọn cái này. Bằng 1 kia. Rồi, tam giác ABC vuông thể A góc C bằng 30 độ, BC bằng 10. Vậy đây là nửa tam giác đều rồi. Vậy AB sẽ bằng nửa của 10 tức là bằng 5. Câu số 7 tùm lum nhỉ. Đồ thị điểm số này đi qua điểm M23 vuông góc phương thẳng. À, các em cần nhớ nha. Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi hai hệ số góc nhân nhau bằng âm 1 ha. A nhân A phẩy sẽ bằng âm 1. Như vậy ở trong bài này A nhân 2 sẽ bằng âm 1. Đây, hệ số góc của đường này là A, hệ số góc phương thẳng này là 2. Hai đường thẳng vuông góc, như vậy là A nhân 2 bằng âm 1. Vậy A sẽ bằng trừ 1 phần 2. Nhập số phân gọn nhất là trừ 0,5 đó. B y bằng
trừ 0,5 nhân x cộng b. Đó là a đã có, ta thay vô thôi. Giờ đi qua điểm 2, 3, vậy ta thay chữ y bằng 3. Ta thay chữ x bằng 2. Thì b sẽ bằng 3 cộng 1. Đồng 4, b bằng 4. Bài này tam giác ABC nó vuông tại A, AB bằng 5 phần là 5x đi, AC bằng 6 phần là 6x. Đường cao AH vẽ xuống, đường cao AH bằng 30. Nhưng ta bắt tính HB đi. Bây giờ ta có hệ thức lượng gì? 1 trên AH bình, tức là 1 trên 30 bình, sẽ bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên 6 AC bình. Vậy là bằng 1 trên 25x bình cộng 1 trên 36x bình. Rồi ta giải cái phương trình này. 1 trên 30 bình là 900 bằng 1 trên 25x bình cộng 1 trên 36 x bình. Rồi thì x đã ra. X ra rồi thì ta nhân cho 5 là ra AB. Rồi ta bình lên, trừ cho 30 bình thì ta go ha, lấy căn đó là xong. Kết quả BH bằng 25. Đường thẳng đồng quy là cùng đi qua một điểm số 9. X trừ y cộng 5k bằng 0 là đường thẳng thứ nhất. Rồi từ phương trình thứ nhất này, x chữ y cộng 5k bằng 0, kem suy ra thì y là bằng x cộng 5k. Rồi từ phương trình của đường thẳng thứ ba là k cộng 1 x trừ y cộng 1 bằng 0, kem suy ra thì y sẽ bằng k cộng 1 x cộng cho 1. Thì bắt cầu ta sẽ có là x cộng 5k là bằng k cộng 1 x cộng 1. Rồi ta giải, ta rút x theo k ha. Thì x cộng 5k sẽ bằng là kx cộng x cộng 1. Ta giãn lược hai vế, x bỏ. Vậy là cuối cùng x sẽ bằng 5k trừ 1 chia cho k. X bằng 5k trừ 1 chia cho k, ta đem ta thế vào phương trình của đường thẳng thứ hai, người ta sẽ có là 2k cộng 3 nhân cho x, tức là 5k trừ 1 phần k cộng cho k nhân y trừ 1. Y trừ 1 ta lại có thể đổi theo nhiều cách kia nữa.
y trừ 1 thì nó sẽ bằng k cộng 1 nhân x. Thì lại bằng 5k trừ 1 tất cả trên k ha. Cái này sẽ bằng 0. Sau đó ta rút ra, rút 5k trừ 1 trên k ra, ở trong rồi còn là gì? 2k cộng 3 cộng k bình cộng k. Rồi giải phương trình tích k bình cộng 3k cộng 3. Rồi như vậy cuối cùng k sẽ bằng 1/5 nhé. 1/5 tức là 0,2. Nói chung ta giải hệ phương trình gồm 3 cái phương trình này, tìm ra x, y và k trong đó. Cái chúng ta muốn tìm là k, mà x, y đóng vai trò trung gian thôi. Câu số 10. 3 đường thẳng này cách nhau tại ABC, tính diện tích tam giác đó. Các em vẽ hình đoạn được, vẽ hệ trục tọa độ này. Y bằng x cộng 2 thì x bằng 0, y sẽ bằng 2. Y bằng 0, x bằng trừ 2. Các em vẽ các đường thẳng ra đi. Đường thẳng D1 và đường thẳng D2 là x bằng 0, y sẽ bằng trừ 2. Y bằng 0, x cũng bằng trừ 2 luôn. Rồi đường thẳng D3, x bằng 0, y bằng 2. Y bằng 0, x sẽ bằng 1. Rồi. Nếu các em tinh ý, các em sẽ thấy đường thẳng D1 vuông góc với đường thẳng D2 này. Vì hệ số góc nhân nhau là bằng -1 ha. Vậy tam giác tạo thành là một tam giác vuông. Em vẽ hình ra các em cũng sẽ thấy tam giác vuông đó. Tam giác vuông này nó sẽ có một cạnh góc vuông á là bằng đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 2. Như vậy là nó sẽ bằng 2 căn 2. Cạnh góc vuông thứ nhất bằng 2 căn 2. Rồi, còn cạnh góc vuông thứ hai, nếu các em vẽ đúng trên giấy caro thì cạnh góc vuông của tam giác thứ cạnh góc vuông thứ hai của tam giác này sẽ là đường chéo của một hình chữ nhật. Có một cạnh là bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đơn vị. Và cạnh kia là cũng 6 luôn. Như vậy là hình vuông luôn. Nói tóm lại, tam giác ABC là nó sẽ vuông. Nó vuông. Và hai cạnh góc vuông, một cạnh là đường chéo của hình vuông có cạnh 2. Còn cạnh góc vuông kia là đường chéo của hình vuông có cạnh 6. Như vậy là một cạnh góc vuông bằng 2 căn 2 và một cạnh góc vuông là 6 căn 2. Ta lấy hai này nhân nhau rồi chia đôi. 2 căn 2 nhân 6 căn 2 chia đôi là bằng 12. Diện tích tam giác là 12. Sai một hai câu thì cũng đừng có buồn cơm nhé. Ta làm nhanh qua nắm được ý tưởng nữa. Được bài. Rồi đúng hết rồi. Cho qua bài thi số 2.
trắc nghiệm cái. Điều kiện để biểu thức này xác định là 5x phải nhỏ hơn hoặc bằng 15, tức x nhỏ bằng 3 cái. Rồi trong các điểm sau đây, điểm nào nằm trên đồ thị thì các em thay vô thôi. Thay vô x bằng 0, y bằng trừ 3, vậy vậy là ngay điểm M đầu tiên luôn. X bằng 0 thì y sẽ bằng trừ 3 đúng luôn. Hàm số bậc nhất, cái này không thể là bậc nhất rồi, cái này cũng vậy. Cái này có căn, không phải, vậy là cái này. Hệ số góc bằng 2 phần 3, tung độ góc bằng 5 phần 3. Nghiệm của hệ phương trình, em giải bằng máy rồi. Phương nghiệm x bằng trừ 1, y bằng 3. Đường tròn ngoại tiếp của tam giác đều có cạnh là 4. Như vậy là ta vẽ đường cao xuống thì nó cũng chính là đường trung tuyến, đúng không? Các em chia đường trung tuyến ra thành 3 phần, lấy 2 phần từ trên xuống thì đó là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Vậy trước hết cạnh bằng 4 ha, tam giác đều cạnh 4 thì đường cao sẽ là 4 nhân căn 3 chia 2, tức là nó sẽ bằng 2 căn 3, là cái đường trung tuyến là bằng 2 căn 3. Rồi mình nhân cho 2 phần 3 nữa là nó sẽ ra bán kính đường tròn ngoại tiếp, tức là 4 căn 3 trên 3. Đáp án này kìa. Rồi cho hai đường thẳng này, tìm tọa độ giao điểm. Thì mình lập phương trình độ giao điểm thôi để mình tìm được hoành độ. 0,5x trừ 3 bằng trừ 1,5x cộng 5. Như vậy là 2x sẽ bằng 8, x sẽ bằng 4. Hoành độ giao điểm sẽ bằng 4. Thì trong 4 đáp án này chỉ có cái này thôi là hoành độ 4, người ta khỏi cần tính nữa, chắc chắn đúng rồi. Rút gọn biểu thức này ha. Thêm nhét vô một căn hết đi. Vậy là căn của 56 trừ x tất cả mũ 3 y bình phương phần 14 trừ x nhân y bình 56 mà rút với 14 là còn bao nhiêu? Là còn 4. Thì trong căn sẽ thành 4 x bình phương. Rồi phá ra là 4, 2 giá trị đối x, x âm thì ra trừ 2x luôn kìa. Đấy, trừ 2x. Nghiệm của hệ phương trình này, nhập máy tính luôn. X sẽ bằng 2 cộng căn 2. Y sẽ bằng trừ 2 căn 2 chứ. Để đáp án này. Rồi hai thẳng song song thì 2m cộng 3 trên 5 bắt buộc phải bằng 5m cộng 2 trên 3. Còn hai hệ số góc, hai tung độ góc thì vô tình nó đã tự nhiên khác nhau rồi. Người ta giải cái phương trình vừa rồi thôi. 6m cộng 9 bằng 25m cộng 10. Vậy là 19m sẽ bằng trừ 1, vậy M sẽ bằng trừ 1 phần 19.
Tiếp tục cho đường tròn tâm O đường kính 2R, vậy là bán kính là R, một điểm M di động trên đường tròn, H là hình chiếu của M lên đường kính AB. Rồi, diện tích tam giác OMH lớn nhất thì số đo góc tạo bởi OM và AB là bao nhiêu? Diện tích tam giác OMH lớn nhất như vậy, lúc đó là góc sẽ bằng 45 độ các okay. Lúc đó OM sẽ tạo với lại AB góc 45 độ. Tại sao lại như thế? Thì thầy hướng dẫn nhanh luôn. Đây. Đây là đường tròn. AB này. Điểm M di động. Và từ M thì kẻ vuông góc xuống. Còn như vậy đây vuông. Xét diện tích tam giác này lớn nhất khi nào ha? A, B, M, H, O. Bây giờ thầy gọi x và y lần lượt là OH và MH. Ngon. Giờ cái hình này các em sẽ nghiên cứu ra điều gì? Các em sẽ thấy một cái điều dễ thấy này, x cộng y. Xin lỗi, x trừ y tất cả bình. Nha. Thì lớn hơn bằng 0. Từ đây suy ra là 2xy thì nhỏ một bằng x bình cộng cho y bình, suy ra là xy trên 2, xy trên 2 sẽ nhỏ một bằng cái này chia cho 4. Tính thử lại đi. Để chia 2 vế cho 4 đó mà. Mà x y nhân nhau chia đôi chính là S của tam giác. S của tam giác MOH đó. Vậy diện tích của tam giác này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng x bình cộng y bình thì lại bằng R bình theo định lý Pythagore. Chia 4.
vậy giá trị lớn nhất của diện tích tam giác OMH sẽ là đạt cao nhất là R bình trên 4 không đổi đó. Và dấu bằng sẽ ra dấu bằng khi khi x bằng y thôi, bởi vì dấu bằng ở đây xảy ra thì dấu bằng trên này sẽ ra, mà x bằng y thì suy ra là tam giác OMH cân vuông cân từ đây suy ra là góc MOH O đó MOH sẽ bằng 45 độ. Dạ thôi. Bài thi cuối cùng vượt chướng ngại vật. Rồi. Cho đường tròn tâm O bán kính 10. Lấy A thuộc O. Lấy A thuộc O. Vẽ dây MN vuông góc với OA tại trung điểm luôn. Vậy MN sẽ bằng nhiêu? Bây giờ OA bằng 10, trung điểm sẽ chia ra 5 và 5. Các em dễ dàng chứng minh được tam giác OMA là tam giác đều ấy. Chất đều. Bởi vì tứ giác OMAN sẽ là hình thoi. Vậy là MO sẽ bằng MA và bằng luôn OA, tam giác đều. Tam giác đều MOA có cạnh bằng 10 thì đường cao MH, hay gọi H là trung điểm OA đó, thì đường cao MH sẽ bằng là 10 căn 3 chia 2, tức là 5 căn 3. Rồi nhân đôi là ra MN. Vậy MN sẽ bằng 10 căn 3. Các em làm tròn cái số phương thứ nhất là nó sẽ bằng 17,3. 17,32 làm tròn số phương thứ hai. 17,32. Sai thôi, làm bài khác gì đâu. Nhưng mà sao mà sai được, không? Tiếp tục. Giải hệ phương trình thôi các em. Giải bằng phương pháp thế, phương pháp cộng tùy các em. Ở đây tôi giải máy tính luôn. 10 và 1 hai hệ phương trình tương đương là có cùng tập nghiệm. Vậy các em giải hệ phương trình thứ nhất để tìm nghiệm nè. Rồi đem thế vô phương trình thứ hai. X bằng 1 vậy là m nhân 1 là m cộng 0 bằng 2. Vậy m bằng 2 các. M sẽ bằng 2. Và tương đương. Tập xác định tức là tìm điều kiện của x để căn xác định đó mà. Giờ là x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 này. Rồi đồng thời x bình phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 nữa. Tức là giá trị đối với x sẽ nhỏ hơn bằng 1. Và x sẽ bị kẹp giữa trừ 1 và 1. Rồi là x lớn hơn bằng 1 nữa. Người ta đòi hỏi hai điều. Này các em. Để cái căn này xác định
thì x phải lớn hơn bằng 1. Còn để căn này xác định á, thì x bình phải bé hơn 1 bằng 1. Từ đây suy ra là giá trị tuyệt đối của x bé hơn 1 bằng 1. Suy ra tiếp, trừ 1 bé hơn 1 bằng x và bé hơn hoặc bằng 1. Hai cái này là mâu thuẫn á, nhưng mà vẫn có thể đạt được cái chung khi x bằng 1 kìa. Vậy tập xác định chỉ là 1 mà thôi, đó là x bằng 1 mà thôi. Một câu nữa thôi. Giá trị lớn nhất của cái này là sẽ bằng 1 phần 3 kìa. Thầy nhớ không lầm là cái này là giãn là giải ở vòng nào rồi đó. Vòng trước hay sao? Các em theo dõi vòng cách đây một vòng hoặc là hai vòng gì đó thầy không nhớ, nhưng mà bài này làm rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong vòng thi số 10 để chuẩn bị bước vào vòng thi cấp trường ha. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở những vòng thi tiếp theo.